Mời các bác và anh em thợ bẫy chuyên nghiệp cùng em tìm hiểu về hai cái mẫu lục ngày hôm nay. Rất là nhiều bác quan tâm và đặt nhiều câu hỏi về cái mẫu lục quốc và mẫu lục núm nó có kích thước như thế nào. Dưới cái dạng hai mặt thì bẫy nó có hiệu quả hơn hay là có những cái nhược điểm gì thì hãy cùng em tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Ở đây thì sẽ có một chiếc là lục bẫy cung núm này. Còn bên này thì sẽ là chiếc lục bẫy quốc và kích thước của hai mẫu lục này nó như thế nào. Thì em sẽ mời các bác cùng anh em tìm hiểu ngay sau đây. Đây là chiếc lục quốc hai mặt này, và với cái lục hai mặt với cái chiều rộng của mặt sập nó sẽ khoảng lên 38 cm, chiều dài của mặt sập nó sẽ khoảng 35 cm. Và với một chiếc lục hai mặt hay bất kể một dòng sản phẩm gì dành cho toàn thể các bác với cái dạng hai mặt thì nó phải phát huy theo được đúng cái tác dụng với cái tên gọi của nó là hai mặt. Đấy, khi mặt này sập rồi mặt kia vẫn còn nguyên để có thể các bác đánh xiên đôi được với cái dạng lục hai mặt này. Và nói thật ra là chỉ có mẫu lục hai mặt thì các bác mới sử dụng và bẫy được xiên đôi thôi. Còn với cái mẫu một mặt thì các bác chỉ đánh được một con một. Đấy, còn với hai mặt thì nó đa di năng hơn rất nhiều. Ví dụ mặt bên này các bác đánh cuốc, mặt bên kia bác vẫn đợi cuốc hoặc là đợi thêm bịp thì vẫn hiệu quả 100%. Và với lục bên em nhé, lục hai mặt cam đoan với cả các bác cứ dùng thoải mái cho nữa. Cái mặt sập này nó cũng không hề hấn gì, chỉ có chuông kêu thôi. Mặt sập này không hề hấn gì. Đấy. Và trừ khi là có một cái lực tác động vào cái phần cầu tử bên dưới này đấy, thì nó mới sập được bẫy. Và các bác nhìn nhá, sập bên mặt bên này nhưng mặt bên này sẽ cam đoan với toàn thể các bác sẽ không sập. Để em test thử luôn đấy, mặt sập bên này vẫn còn nguyên si đấy. Bác thấy không ạ, tác dụng của mặt sập hai mặt đó là các bác sẽ sử dụng được cả đôi. Và với lớp ngụy trang bằng lá đa, và bên trong thì bên em có lớp cho toàn thể các bác một cái lớp lót nhựa như thế này để các bác nhốt nó cuốc luôn, rồi có cống ăn uống cho toàn thể các bác luôn. Đấy, với cái phần mặt sập thì các bác nhìn này, sau khi mà sập xuống nhá, bên em có thiết kế một cái đây gọi là cái móc hay còn gọi là cái khóa mặt sập. Khi đẩy lên con cuốc nó muốn lách ra ngoài cũng không lách được, bởi vì sẽ có khóa mặt sập ở đây. Lưới thì bên em sẽ sử dụng cả lưới siêu bầy. Đấy, đấy là lưới mắt lăng cho toàn thể các bác. Đây là các bác có thể đánh được cả tràng nghịch luôn với cái mẫu này. Nhiều bác bảo là có bán lục bẫy tràng nghịch hay không, hay bán lục bẫy quốc hay không, thì các bác không cần phải mua cả hai đâu, mà các bác chỉ cần mua một chiếc lục như thế này thôi, các bác sẽ bẫy được cả quốc và tràng nghịch. Và bây giờ thì sẽ đến kích thước của mẫu lục và bẫy cung núm, hay các bác gọi lục bẫy gà đồng. Bác hãy cùng em tìm hiểu nhé. Đầu tiên là về kích thước, bởi vì mẫu này nó rất là to các bác, rất to luôn. Nào, sẽ đo nhé. Mặt sập bên trên này các bác nhìn này, nhìn này, mặt sập bên trên sẽ vào rơi vào 46, nó rộng hơn lục quốc khoảng 10 cm. Đấy, còn chiều cao của mặt sập là nó sẽ rơi vào 55 56. Đấy, nó cũng sẽ hơn cái mặt sập kia khoảng 20 cm, rất là to các bác ạ. Bây giờ thì em sẽ với lục bẫy cung núm thì nó to hơn rất là nhiều. Đấy, chất liệu thì của hai cái mẫu lục này đều là 100% bằng inox 304 các bác nhé. Các bác và anh em nhớ này, 100% bằng inox 304. Với cái chất liệu inox 304 này thì các bác yên tâm là không bao giờ lo hàng gì. Đấy, dùng bền mãi mãi luôn cho em. Đặc biệt thì với lò xo mà cũng bằng inox 304 thì nó cực kỳ là bền. Nó vừa không bị han rẻ gì, nó vừa không bị giãn, không lo giãn luôn. Với những cái khung thép như này, à khung inox như này, khung bao bọc bên ngoài mà các bác tưởng tượng nhìn thấy luôn này, thì nó đến tận inox 5, rất là to và chắc chắn các bác nhé. Cho nên là mẫu lục cung núm này nó khá là nặng các bác ạ. Đấy, với mỗi một mặt thì bên em sẽ sử dụng lên đến 4 lò xo cho một mặt sập như thế này. Và lò xo của lục cung núm khác, còn lò xo của lục quốc sẽ khác hoàn toàn nhau. Đấy, các bác thấy cái sự khác biệt bên em thiết kế nó sẽ to dần lên theo đúng cái chiều của cái mẫu lục này. Còn đây là cái cầu tử của phần lục cung núm này cũng rất là to, rất là bự. Đấy, các bác quan sát này rất là to, cực kỳ là bự luôn. Thì với cái kích thước của mẫu lục cung núm này nó khác nhau hoàn toàn. Em sẽ mở đôi ra cho toàn thể các bác xem. Và bên em vẫn cam kết cho toàn thể các bác nhé, sử dụng được cả hai mặt như là các bác sử dụng lục cái quốc như thế kia luôn. Đây, rất là to. Về tổng diện tích chiều dài của cái mẫu lục cung núm này là bao nhiêu em đo luôn cho toàn thể các bác thấy này. Nếu mà tính về tổng diện tích chiều dài, bởi vì nhiều bác bảo tôi có con cung núm to lắm chứ con gà của tôi nó to lắm chứ không bé đâu, cho nên là tôi cần một chiếc lục to, thì lục bên em rất là to các bác ạ. Đấy, chiều tổng chiều dài này của nó phải lên đến 1m44 các bác ạ. Đấy, 1m44, hơn 1m luôn. Chiều cao của cái phần mặt lồng này nó sẽ rơi vào độ khoảng 45 các bác ạ.
cao kinh khủng khiếp luôn, gần nửa mét rồi, gần nửa mét luôn rồi. Đấy, nan thì bên em đều thiết kế dưới dạng nan cũng là inox luôn và được cụt rất là chắc chắn như thế này. Đấy, riêng với cái phần cửa lồng của lục cung núm thì bên em sẽ thiết kế này, mở lên các bác nhé, các bác trượt lên nhà để nhốt này. Đấy, bởi vì nó không bị vướng, nó không bị vướng cái lớp ngụy trang. Đấy, đây là cái cửa lồng của lục cung núm. Thì bác nào có nhu cầu mua lục cung núm hay là lục ốc thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em. Và chắc chắn là thông qua video này các bác đã thấy được cái sự chênh lệch giữa cái lục quốc và lục cung núm rồi đúng không ạ? Lục quốc thì các bác có thể đánh được cả tràng nghịch, còn lục cung núm thì các bác chuyên đánh gà đồng và cung núm giúp em nhé. Và nếu muốn mua thì giá hiện tại của mẫu lục quốc hai mặt sẽ là 950, còn lục với gà đồng cung núm này sẽ là 1.450.000 đồng, giá tất cả đã bao gồm phí ship vận chuyển. Đấy, chất liệu 100% bằng inox 304. Các bác có nhu cầu mua liên hệ trực tiếp cho em sẽ gửi đến tận nhà. Các bác và anh em được quyền nhận kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Và xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại.